Cửa hàng Nhật Bãi Tới Dương xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em muốn giới thiệu một số dòng sản phẩm như La Xoáy, Toshiba, Salio, Hitachi đấy, mới về chiều nay. Đây là những chiếc La Xoáy này các bác này. Đấy, em có 4 chiếc La Xoáy này. Hai chiếc tô cổ các bác nhé, hai chiếc tô cổ, hai chiếc tô cổ, ba chiếc salier, một chiếc lửng, hai chiếc bàn các bác nhé. Đấy, hôm nay là em muốn giới thiệu các bác là một dòng sản phẩm là rất là vừa tiền và rất trung tiền. Đấy, sản phẩm này thì các bác có đều có thể là sưu tầm được. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác từng dòng sản phẩm một. Đây là hai chiếc tô cổ các bác nhé. Bác nào đã từng sưu tầm dòng tô cổ này thì các bác sẽ nhận biết ngay. Đây là hai chiếc tô cổ này, cặp chị em. Một đầm một bàn các bác nhé. Đây là những chiếc la xoáy của hai thế hệ, cũng là đều là cặp chị em một các bác nhé. Đây là chiếc Salio lửng, còn hai chiếc Salio bàn các bác này rất chi là đẹp, hoàn hảo, rất đẹp. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác từng chiếc một và những cái giá trị của nó để các bác sưu tầm. Đây. Đây là cặp đôi Salio cổ các bác nhé, một đầm một bàn các bác này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này. Đây là con đầm số, đây đặc số cổ các bác nhé, rất lét, quay rất lét, nó là hàng cổ rồi, hàng độc. Ốc chí, con này ốc chí các bác nhé, rất đẹp, màu cánh nước sơn, con này nguyên zin nguyên bản, chưa spa tút tát gì các bác, chú ý con này là nguyên zin, hàng cổ nguyên zin nhé, rất hợp với các bác nào sưu tầm dòng đồ cổ này. Con tô này, tô cổ này rất đẹp, hoàn hảo các bác nhé. Tô cổ. Đây là con tô bàn. Tô bàn rất đẹp, số hạt la dòng cổ. Đẹp long lanh. Nói chung là hàng này là hàng không spa tút tát gì, nguyên zin. Rất hợp với các bác nào sưu tầm đồ cổ, đồ chơi. Em báo giá luôn hai con tô này. Con tô bàn này có giá là, con tô bàn này có giá là 3 triệu các bác nhé, không bao ship. Con tô bàn này, các bác chú ý con tô bàn này. Con này không có số các bác nhé, con này là con tô bàn. Con này là con tô đầm. Con tô đầm này là em báo giá luôn cho các bác để các bác sưu tầm với thân lồng chữ Z rất đẹp. Con tô đầm này em báo giá là 3 triệu 3, không bao ship các bác nhé. Thân thủ đẹp, sáng choang. Bây giờ em sẽ sang cho các bác là những chiếc
quạt la xoáy, nhà em có 4 con, 4 cặp đôi, giá trị đều tương ứng như nhau. Đây em quay chi tiết cho các bác này, cặp đôi này. Dòng cổ mà. Cặp đôi này, con số 64 là có cặp đôi, mấy con số không có số này. Quá nhìn này, đây là la xoáy nhá. Con này là 5 số. Đấy, rất chi là ok. Hai số này là hai số di chuyển chức năng nhé, số này số dừng tạm dừng chức năng này, số đồng hồ này, con này đồng hồ cổ rất chi là đẹp các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Cặp chị em hai con này là tương ứng nhau, đều giống nhau. Hai con tô này là đều hai con la xoáy này đều giống nhau các bác nhé, đồng hồ cổ này số rất đẹp, đồng hồ túp lăng xoay này. Hai con này sải cánh đều là sải cánh 30, chiều cao là 90 các bác nhé, rất chi là hoàn hảo. Hai con này em báo giá luôn, hai con này cửa hàng em bán ra với giá là 3,4 triệu không bao ship các bác nhé, 3,4 triệu không bao ship. Bác nào yêu thích thì là liên hệ với em. Bây giờ em sẽ sang cặp đôi. Đấy, cặp đôi la xoáy này. Con này con cánh màu xanh biếc và con này màu xanh lõm chuối, hai con là cặp chị em rất đẹp. Và con 66 và con 65. Các bác ạ. À, con 66 và con 65. Em quay xuống dưới. Cặp số. Con này là 6 số. Đây. Hai lúc nhấn túp lăng xoay dừng và 4 số. Con bên này cũng vậy. Rất hoàn hảo. Quay chi tiết cho các bác xem. Dòng cổ này nhưng mà nói chung như thế này là rất chi là hoàn hảo rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, máy của em xoay rất kỹ cho các bác để các bác zoom ra để các bác nhận biết được hàng đẹp hay là hàng xấu. Hàng này là hàng cổ các bác nhé. Hàng cổ. Thân thủ thì nói chung quy lại là tất cả là chưa làm cái gì đây là nó vẫn nguyên zin như thế, nên là các bác nào sưu tầm thì cứ liên hệ với em sẽ quay và test video trực tiếp cho các bác. Hai con là 165, đây 165 này, 166 này. Em báo giá luôn là hai con này có giá là 3,5 triệu không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Cặp cả cặp hoặc là một con em cũng test trực tiếp cho các bác. Đấy. Giờ em sang đến con 167, 167 là con Salio. Salio. Con này có sải cánh là 30 mà chiều cao là 85 nha các bác nhá. Thân thủ đẹp. Nó là dòng nhựa 5 số có chức năng số ngủ. Các bác nhìn này, thân thủ là sáng bóng luôn, con này là rất đẹp. Hoàn hảo. Sải cánh đẹp, thân lồng đẹp. Dòng này là quá đẹp rồi, nên là giá trị của nó cũng không cao lắm đâu, vừa phải thôi. Rất thích hợp với các bác nào sưu tầm. Em sẽ quay cho các bác xem. Con này là em báo giá luôn, con 167 này và con CD 167 này, con này có giá 2 triệu không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Con số 167 này là con Salio này, rất chi là đẹp. 4 chế độ gió các bác nhé. Bây giờ em sang cho các bác hai con Salio bàn. Cặp chị em rất đẹp, rất hoàn hảo. Hai chị em Salio bàn
đều có sải cánh 30, chiều cao 50 các bác nhé. Dòng bàn rất đẹp, con này gần như mới luôn, gần như mới tinh luôn. Các bác nhìn này cho kỹ này, con này gần như mới luôn, mọi chức năng hoàn hảo. Bác nào yêu thích thì em test cho chạy ok. Đây con 168 là có màu cánh là màu xanh lắm chuối rất đẹp, và con số 169 màu xanh nước biển gần như mới luôn nhé. Con này là 4 số các bác nhé, thân kẻ dọc rất đẹp, cột vuông. Con này có là cũng là dòng đẹp. Em báo giá hai con Salio này, hai con Salio bàn này là đều có giá là 1,2 triệu không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em, em sẽ test trực tiếp cho các bác. 168 và 169 là có giá 1,2 triệu các bác nhé. Cột bàn một lần nữa là cửa hàng em xin chào các bác. Bác nào yêu thích dòng sản phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0975067846. Zalo của em là 0975067846. Em sẽ liên hệ trực tiếp và tư vấn từng dòng sản phẩm một cho các bác, để các bác tiện gọi là xem và đưa ra những ý kiến chung của mình về các dòng sản phẩm. Đây em có 3 cây hy, đằng sau em có 3 cây hy nhưng mà em chưa lên sóng, và một số quạt nhựa đằng sau đây, còn 2 cây hàng VIP và một số như lồi cơm điện. Bác nào yêu thích dòng sản phẩm nào rồi cứ nhấc máy lên liên hệ với em. Một lần nữa em xin chào toàn thể các bác đã ủng hộ kênh của Nhật Bãi Tới Dương. Xin hẹn các bác ở video sau.